Đi học cô giáo không cho ăn à? Hôm nay con ăn món gì? Ăn món kẹo. Kẹo ngon không? Có. Con thích con có thích ăn không? Có. Mai lại bảo cô giáo nấu tiếp nhá. Con phải ăn nhiều lên nhá. Nay cô giáo dạy con bài gì? Bài hát chú mèo. Chú mèo con à? Con hát cho mẹ nghe cái. Con hát bài chú mèo con cho mẹ nghe này. Hết rồi, xong vứt đi. Vứt đi, vứt đi, vứt đi. Đó con này. À, uống hết đi. Con uống hết đi, con vứt nha. Lá ra cành heo mòn. Nó chưa khô keo đâu, cứ móc đỡ lên rồi thì anh à lưới 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 Thank you.
Chỉ giỏi ăn thôi mà. Ăn được cái nước gì đâu mà. Đói à? Con đói à? Trưa nay con không ăn cơm à? Con trưa nay con phải ăn nhiều lên. Ăn cả của các bạn nữa. Cho nó đừng nhiều. Phải không? Nó cạo vào đây đừng nghịch.